Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 7 ngày 21 tháng 7. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dâng hương, dâng hoa tại phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình, nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang quốc gia Đường Chín và thành cổ Quảng Trị. Huyện Quế Châu có nhiều giải pháp tiêu thụ nhãn cho nông dân. Các địa phương chủ động tháo cạn nước chống úng ngập cho hoa màu, cây ăn quả do mưa kéo dài trong những ngày qua. Chi cục thuế huyện Văn Lâm hoàn thành 65% kế hoạch thu ngân sách sau 6 tháng. Trích tham luận của nhà sử học Dương Trung Quốc tại hội thảo Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Hướng dẫn mở cửa xe ô tô an toàn khi dừng xuống xe. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, tiếp tục chuyến công tác thăm viếng các di tích lịch sử cách mạng tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Ngày 20 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng các di tích lịch sử tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Đoàn đã đến dâng hương và viếng tại phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị tướng hiểu rõ và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng trọng dân, lấy dân làm gốc của các bậc tiền nhân. Suốt chặng đường hoạt động cách mạng, trong đó hơn 1/3 thế kỷ, trực tiếp cầm quân, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp luôn hết lòng vì công việc tận tụy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, luôn có tấm lòng tôn trọng, yêu thương mọi người. Thay mặt đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với Đại tướng về những thành tựu của Hưng Yên sau ngày tái lập tỉnh, cũng như công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nguyện đoàn kết, nỗ lực ra sức phấn đấu, đưa kinh tế văn hóa xã hội tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển vững chắc, xứng đáng với sự hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn đã đến viếng dâng hương hoa tại đền thờ Bác Hồ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và đặt vòng hoa viếng canh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, một di tích lịch sử thiêng liêng, là nơi quy tụ của hơn 10.200 phần mộ, trong đó có 331 liệt sĩ là những người con của Hưng Yên đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Đoàn đã đến đặt vòng hoa vào viếng nghĩa trang liệt sĩ Đường Chín, là nơi yên nghỉ của hơn 10.600 canh hùng liệt sĩ, là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường Chín và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có 114 ngôi mộ liệt sĩ là người Hưng Yên. Sau khi dâng hương và hoa, các đồng chí trong đoàn lần lượt thắp lên phần mộ các liệt sĩ những nén nhang thơm, chỉnh trang dọn dẹp bia đá trên các phần mộ của các liệt sĩ tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương. Cũng trong chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Phóng và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa tại thành cổ Quảng Trị. Trong 81 ngày đêm, bom đạn Mỹ đã ném bắn phá vào thành cổ và vùng phụ cận gần 330.000 tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945. 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, hàng nghìn chiến sĩ đã kiên cường bám trụ chiến đấu, giữ từng tấc đất thành cổ. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều người may mắn trở về, nhưng đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường do bom đạn của kẻ địch. Trong số hàng nghìn cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, may mắn trở về sau chiến tranh của tỉnh ta, hiện nay có gần 600 người là thương binh, bệnh binh và nhiễm chất độc hóa học dioxin. Hàng trăm người bị di chứng bởi sức ép của bom đạn. Tại di tích lịch sử quốc gia thành cổ Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng và các thành viên trong đoàn đã trồng cây đề lưu niệm trong khuôn viên di tích. Ngày 20 tháng 7, huyện Yên Mỹ tổ chức ra ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2018, Ban dân vận cấp ủy các cấp ở Yên Mỹ làm tốt tham mưu cấp ủy chỉ đạo tăng cường đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, đã huy động ủng hộ gần 100 tỷ đồng cùng 1.600 m2 đất trên 100 ngày công lao động tham gia xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Hòa đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận huyện Yên Mỹ thời gian qua.
Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Ban dân vận các cấp trong huyện cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về công tác dân vận, tập trung vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão nên trong mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh ta thường xuyên có mưa, lượng mưa cao ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Hưng Yên đo được tính từ ngày 14 tháng 7 đến sáng 21 tháng 7, toàn tỉnh có tổng lượng mưa trên 1.200mm, trung bình khoảng 170mm một ngày. Trong đó, một số địa phương có tổng lượng mưa cao như huyện Kim Động là 225,3mm, thành phố Hưng Yên là 189,5mm, huyện Văn Lâm là 163mm. Dù lượng mưa lớn nhưng do rải rác trong nhiều ngày liên tục cùng sự chủ động phòng tránh của bà con nên không xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Dự báo trong 3 ngày tới vẫn tiếp tục có mưa nhưng có giảm so với những ngày trước. Để tránh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, người dân cùng ngành chức năng cần làm tốt việc tiêu thoát nước, bảo vệ hoa màu và cây ăn quả. Mặc dù đang trong mùa mưa bão, nhưng kênh tiêu úng của xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên vẫn chưa được khơi thông, dẫn đến nguy cơ ngập úng là rất cao. Hệ thống kênh tiêu úng qua địa bàn xã Phú Cường có chiều dài trên 2 km. Đây là hệ thống tiêu thoát nước chống ngập úng cho toàn bộ diện tích của xã. Tuy nhiên, điều đáng nói là mặc dù thời điểm hiện tại đang trong mùa mưa bão, nhưng bèo và cỏ dại đang gây ách tắc dòng chảy. Được biết, hệ thống thủy lợi trên là do công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý và mặc dù địa phương đã đề nghị nhiều lần, nhưng đến nay kênh vẫn chưa được nạo vét. Mặc dù mới được đưa vào trồng từ tháng 2 năm nay, nhưng diện tích trồng hoa nhài của xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 20kg một sào một tháng. Tổng diện tích trồng hoa nhài của xã đạt gần 7 mẫu, tập trung ở thôn Trung Đạo, gồm hơn 100 hộ tham gia. Các hộ dân trồng hoa nhài có diện tích từ 1 đến 2 sào và đang tiếp tục chuyển đổi để tăng diện tích như hộ chị Đặng Thị Ngân, Nguyễn Thị Tươi, anh Nguyễn Văn Xá. Thời gian thu hoạch kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 10. Hiện nay hoa nhài đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Du Trang, Dụ Thành nhận bao tiêu với giá 45.000 đồng 1 kg. Trừ chi phí, các hộ dân thu về 800.000 đồng một sào một tháng. Các hộ dân trồng hoa nhài được công ty hỗ trợ ban đầu từ làm đất, phân bón, cây giống cho đến kỹ thuật. Cây hoa nhài có ưu điểm dễ chăm sóc, chủ yếu cắt tỉa, bón phân và thu hoạch sau 10 năm mới phải thay cây. Trước vụ nhãn được dự báo là bội thu, sản lượng ước đạt trên 20.000 tấn, huyện Khoái Châu đã và đang có nhiều giải pháp để tiêu thụ nhãn cho nông dân. Những ngày này, trên các cung đường, trên nhiều mảnh vườn ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Kiều, An Vĩ, Ông Đình, huyện Khoái Châu, nhãn đang đậu vào nước trĩu quả, báo hiệu một mùa vụ bội thu. Làm sao để được mùa mà không mất giá là câu chuyện thời sự được bàn tán sôi nổi nhất từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ thôn xóm tới xã, huyện. Hợp tác xã tôi năm nay sản lượng thì nói chung là được mùa. Dự kiến chúng tôi tính coi là khoảng tầm 800 tấn, mới ký kết được khoảng coi 180 tấn. Thế còn coi là ngoài ra thì coi đang tìm coi đầu ra. Khả năng thì coi là tương đối coi khó khăn. Vì coi là sản lượng nó nhiều, cho nên là mong muốn coi là các chính quyền coi là vào cuộc coi là tháo gỡ cho bà con chúng tôi. Với chính quyền địa phương, trách nhiệm làm sao để giúp bà con tiêu thụ nhãn tốt nhất đã được nhiều xã chủ động sớm. Điển hình như tại Hàm Tử, trên diện tích đất công điền 1.300 m² với hình thức BOT, xây dựng, khai thác và chuyển giao, xã đã vận động các hộ dân tự đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng làm chợ đầu mối để tiêu thụ nhãn cho nhân dân và các thương lái thuận tiện bán mua, tránh để xảy ra hiện tượng thương lái ép giá. Vừa rồi chúng tôi đã giao cho hội nông dân cũng đã tiếp xúc thứ nhất là với các doanh nghiệp là hướng dẫn là cái đường và về đến cái chợ nông sản này. Cái thứ hai nữa là coi vậy là cũng đã giao cho các ban ngành đoàn thể là tuyên truyền là bà con nhân dân mà ai có nhu cầu thì sẽ mang về đây là chúng tôi sẽ không thu tiền vé ở cái chợ này. Chúng tôi đã dành riêng thứ nhất là cái sân vận động của ủy ban nhân xã là sẽ các xe đấy thì về mà chờ để xếp hàng thì sẽ đưa về đấy, không được đỗ ở các tuyến đường để tránh ùn tắc cái cản trở cái việc giao thông. Thế và cái nữa là cái khu chợ này
thì coi vậy là những xe của bà con hoặc các doanh nghiệp ở tỉnh bạn mà đến mua thì cũng sẽ đỗ vào đây. Sau khi coi vậy là một là xếp hàng tại đây, hai là đến cái nơi ví dụ đầu ruộng của bà con thì mang xe đến đây sẽ xếp hàng là phải vận chuyển đi ngay thì tránh cái việc ùn tắc giao thông. Tại chợ đầu mối nông sản huyện Khoái Châu, ban quản lý chợ cũng đang có kế hoạch cụ thể để thu hút tiểu thương đầu mối ở các tỉnh về thu mua nhãn cho bà con như san lấp mặt bằng, mở rộng diện tích, vệ sinh chợ, căng bạt che nắng mưa. Và đặc biệt là tiếp tục duy trì việc không thu phí chợ đối với thương lái về thu mua nhãn. Những năm trước, ngày cao điểm, tại chợ này tiêu thụ trên 200 tấn nhãn một ngày, năm nay số lượng có thể cao hơn rất nhiều. Các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong chợ cũng được đề cao với lực lượng bảo vệ và phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Bên cạnh đó, huyện Khoái Châu đang tích cực triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, chủ động tìm thị trường trong và ngoài nước cho người dân, kết nối với nhà máy chế biến nông sản, tạo mọi điều kiện thuận lợi như bãi tập kết phương tiện vận tải, các điểm cân nhãn tập trung rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, thuận tiện giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc khi các phương tiện giao thông vào vận chuyển nhãn đi tiêu thụ, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp vào địa phương tiếp cận vùng sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ nhãn. Hiện nay, ngoài một số vườn nhãn cho thu hoạch sớm, thì còn lại các nhà vườn sẽ thu hoạch vào trung tuần tháng 8 và đầu tháng 9. Hy vọng với những giải pháp đã và đang triển khai từ cơ sở đến huyện, vụ nhãn này, nông dân Khoái Châu không chỉ được mùa mà còn được cả giá. 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục Thuế huyện Văn Lâm đã hoàn thành trên 65% chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Năm 2018, Chi cục Thuế huyện Văn Lâm được giao chỉ tiêu thu ngân sách 325 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, Chi cục đã thu nộp ngân sách trên 212 tỷ đồng, chiếm 65% kế hoạch năm và đạt tỷ lệ 145% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có một số đơn vị nộp thuế tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn hệ dây điện ô tô xe máy FC, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Thái Sơn. Biện pháp giúp nâng cao nguồn thu là do thời gian qua Chi cục Thuế huyện Văn Lâm đã đẩy mạnh công tác kiểm tra rà soát, tránh để tình trạng thất thoát ngân sách, cải cách hành chính, thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 18 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Hưng Yên, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Báo Quân đội Nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin trích thu ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc tham luận tại hội thảo với tựa đề Trung tướng Nguyễn Bình, một hình tượng đẹp đáng tự hào trong lịch sử. Chúng ta biết rằng Trung tướng Nguyễn Bình khi sinh mới có 43 tuổi, một quãng đời không dài. Nhưng có thể nói tên tuổi ông luôn luôn xuất hiện với cái tính tiên phong của nó. Ông thuộc lớp người thanh niên sớm giác ngộ và với lòng yêu nước, bắt đầu từ cái sự hấp dẫn của một cái trào lưu giải phóng dân tộc. Thời đó, đó là chủ nghĩa tam dân. Để ông dấn thân đi vào con đường cách mạng dưới ngọn cờ của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học trong tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng. Và trước tất cả những cái diễn biến của thời cuộc, ông là thuộc lớp người tiên phong, là sẵn sàng thay đổi cái lý tưởng cách mạng của mình. Từ trong nhà tù của đế quốc, ông giác ngộ và ông dấn thân đi theo con đường của chủ nghĩa cộng sản cho đến ngày cuối cùng. Khi mà tình hình ở nước ta có những thay đổi, năm 1935 khi ông trở về đất liền từ Côn Đảo, đó là thời kỳ cao trào mặt trận bình dân, thì chính cái cao trào ấy đã tạo nên cái uy tín to lớn của cái nhà yêu nước, nhà cách mạng Nguyễn Phương Thảo. Và với cái lý tưởng là mang cái sức trẻ của mình ra để bình thiên hạ, ông là người tiên phong trong để xây dựng cái lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng. Thời kỳ tiền khởi nghĩa, chúng ta có thể biết đến đội du kích Bắc Sơn, cứu quốc quân của tướng Chu Văn Tấn ở trên chiến khu Việt Bắc. Chúng ta có thể biết đến ở miền Nam Trung Bộ. Nhưng có thể nói là
đặc điểm của cái chiến khu Trần Hưng Đạo. Có thể nói thẳng đấy là sáng kiến của ông. Và ông đã với tầm nhìn của mình, ông không chỉ xây dựng lực lượng vũ trang, những đội du kích, mà quan trọng là xây dựng một căn cứ địa với cái tên Trần Hưng Đạo, đầy cái tính khích lệ, cái tinh thần dân tộc. Và quả thật khi mà cách mạng bùng nổ, ông đã tham gia rất thực tiễn vào trong cái cuộc giành chính quyền ở Quảng Yên và cả cái khu vực miền Đông Bắc. Và khi mà đất nước đã độc lập, đứng trước cái thử thách thực dân Pháp trở lại, thì ông là người lính tiên phong và có mặt ở trên tuyến đầu của công cuộc kháng chiến, bảo vệ thành quả cách mạng, chiến trường Nam Bộ. Đầy những thử thách cam go mà nhiều vị đã trình bày trong tham luận của mình. Và ông hy sinh. Có thể nói cái tính tiên phong ấy là cái yếu tố đặc trưng cho Trung tướng Nguyễn Bình. Và cái động lực quan trọng nhất chính là lòng yêu nước. Chính lòng yêu nước chân chính ấy đã giúp ông ấy tiếp cận với tất cả những cái chân lý của thời đại. Dám tự thay đổi mình và dấn thân đi theo cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước. Tôi nghĩ đó chính là bài học rất lớn đối với thế hệ ngày hôm nay của chúng ta, cho dù thời đại đã thay đổi rất nhiều. Phải biết nuôi dưỡng và gây dựng cái lòng yêu nước của thế hệ trẻ, nhưng phải có một ngọn cờ, một đường lối sáng suốt, một cách nhìn như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và sử dụng nhân tài ở Nguyễn Bình. Mời quý vị và các bạn đến với mục an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 6 người và làm bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn giao thông giảm 2 vụ, số người chết giảm 3 người, số người bị thương tăng 4 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là do phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ. Điều đáng nói, hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố Hưng Yên, đa số xảy ra tại các khu vực ngã ba, ngã tư. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thiết nghĩ mọi người dân nên chấp hành tốt luật giao thông. Khi đi đến khu vực đường giao nhau, cần giảm tốc độ và chú ý quan sát. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần lắp đặt biển báo cho phù hợp, đồng thời cần tiếp tục xây dựng gờ giảm tốc tại các khu vực đường giao nhau cho phù hợp nhằm hạn chế tốc độ của các phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra. Việc chăn thả gia súc tùy tiện trên một số tuyến đường đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hàng ngày trên tuyến đường 376 đoạn từ thị trấn Yên Mỹ về ngã tư khu công nghiệp Phố Nối, vào đầu giờ buổi sáng, cuối giờ trưa và chiều tối, nhiều đàn gia súc đi lại nghênh ngang trên đường. Tình trạng trên đã gây cản trở giao thông và đe dọa tới sự an toàn của người tham gia giao thông. Các phương tiện tham gia giao thông rất khó khăn trong việc đi lại khi gặp đàn gia súc. Nếu tình trạng gia súc thả rông không được kiểm soát sẽ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tuyên truyền nhắc nhở các hộ chăn nuôi không chăn thả gia súc ra đường, cũng như có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Mở cửa xe ô tô là một việc hết sức đơn giản. Tuy nhiên, nếu không nắm được những quy tắc khi mở cửa xe, rất có thể dẫn đến những tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do việc mở cửa xe ô tô bất cẩn gây ra đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô và các phương tiện tham gia giao thông khác. Thậm chí có nhiều vụ gây chết người cũng đã xảy ra, do đó để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc từ việc mở cửa xe thì các tài xế nên học cho mình cách mở cửa lên xuống xe, đặc biệt là thao tác mở cửa xuống xe. Khi chúng ta mở cửa lên xe thì yêu cầu chúng ta phải quan sát phía trước và phía sau đấy để đảm bảo một cách hiệu quả và chúng ta mở cửa đủ để cho người lên xe. Tránh cái tình trạng mở rộng quá gây mất an toàn. Khi lên xe thì chúng ta dùng tay trái chúng ta mở cửa
Sau đó chúng ta đưa chân phải vào trong buồng lái và tiếp tục đưa chân trái vào vị trí buồng lái và chỉnh cho chúng ta một tư thế ngồi lái đảm bảo an toàn. Khi chúng ta điều khiển xe tham gia giao thông mà chúng ta muốn dừng xe hoặc đỗ xe thì chúng ta trước khi chúng ta xuống xe, chúng ta cũng phải làm những cái thao tác xuống xe một cách đảm bảo an toàn. Chẳng hạn, khi chúng ta xuống xe, thứ nhất là chúng ta phải quan sát gương chiếu hậu bên trái. Sau đó chúng ta thấy đảm bảo an toàn, lúc này chúng ta dùng tay trái mở cửa, hé cửa đủ để chúng ta có thể quay đầu lại, chúng ta quan sát một lần nữa cho thật đảm bảo an toàn thì lúc này chúng ta mới được mở cửa rộng để chúng ta xuống xe một cách đảm bảo an toàn. Đấy là người lái xe khi xuống xe. Thế còn lại những người có thể ngồi ở phía đằng sau xe, khi chúng ta xuống xe chúng ta cũng phải bình tĩnh, chúng ta quan sát làm sao đó khi chúng ta mở cửa chúng ta cũng phải mở đủ để chúng ta quay lại, chúng ta nhìn một lần nữa để đảm bảo an toàn thì lúc này chúng ta mới mở cửa để chúng ta xuống xe. Qua hướng dẫn thì cách an toàn là lái xe luôn phải quan sát thật kỹ, phải đảm bảo không gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác mới được mở cửa xe. Còn đối với những hành khách ngồi phía bên phụ, nghĩa là ngồi phía trong lề đường thì thường sẽ ít nguy hiểm hơn. Tuy nhiên tài xế cũng cần lưu ý mọi người vì có thể nhìn qua gương chiếu hậu bên phụ để thông báo tình hình. Khi chở hành khách trên xe lúc dừng xe, người lái phải nhắc nhở mọi người lưu ý khi mở cửa. Đối với những hành khách lớn tuổi chưa quen với việc đi xe ô tô hay những đứa trẻ tinh nghịch thì lái xe nên dặn mọi người ngồi yên để tự mình xuống mở cửa cho mọi người ra ngoài. Còn đối với những người đi xe máy thì nên lưu ý đặc biệt đến những chiếc xe đang đỗ bên đường mà có người ngồi bên trong. Cố gắng giữ khoảng cách với chiếc xe khi chạy ngang qua vì cửa có thể mở bất ngờ. Khoảng cách an toàn là phải từ 1 mét trở lên và nên đi chậm nếu thấy có xe đỗ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Các diện tích nhãn thu hoạch sớm bán được giá. Trích nội dung trả lời làm rõ ý kiến kiến nghị của cử tri về giá lắp đặt đồng hồ nước của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều đảng viên chưa gương mẫu thực hiện kế hoạch 93A. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.